Ôi dồi ôi, cái nhà này, ôi dồi ôi, cái này hỏng hết rồi các bác ạ. Đấy, cả gia đình là chỗ mở dưới gần giường thôi. Đây, cái nhà nghiêm quá cô bác ạ. Cái nhà này sắp đổ rồi. Mềm vụn ở trên này, bởi vì những cái mềm vụn này là rất là nguy hiểm cho mình đi lại ở dưới. Xin chào quý vị thân mến. Hôm nay thì em già tiếp tục nhận được cuộc gọi, là tức là cái nhà gia đình của cháu cái trước ở nhờ ấy, cô chú đấy. Và cũng là hàng xóm bà con của nhà bên vợ. Thì hôm nay cũng nghe tin là cái nhà đấy bị sập hết rồi cô bác ạ. Thì anh em mình cũng túc tát để vào đây để chia sẻ cho cô bác cùng xem cái hoàn cảnh đó bị bay tóc, lập mái hoặc là hay là bị sập nhá cô bác nhá. Hôm nay thì cũng có cả vợ của em già đi cùng nữa. Hôm qua là vợ cũng đỡ rồi, em già cũng đón về rồi. Tuy nhiên là vợ nghe tin là vợ cũng bảo là họ hàng, hàng xóm cũng như là anh em ruột của bên ngoài thì vợ cũng muốn sang đây để xem phụ giúp nhặt những cái plô mảnh vỡ hoặc là có thể phụ giúp được cái gì thì hai cái đó. Thì hôm nay là vợ chồng em già tiếp tục vào đây. Tuy nhiên là vợ là đi đường tát của bác ạ. Cái đường này thì rất là bé. Đường hôm qua mưa to, khá là to, chân trượt ấy cô bác. Đó, thì cũng xin mời cô bác đi thiêu chân của anh em, đi vào gia đình của cô chú cháu cái trước ở nhờ ấy cô bác ạ. Đấy, con đường ở dưới này thì không thể đi xe rồi, anh mình phải bỏ xe lại ở trên này để đi bộ xuống thôi. Bà con ở trong này thì hôm qua mưa to, tuy nhiên là cái ngô cũng không bị hỏng hóc, chỉ bay những cái tấm lợp nhà cũng như là có nhiều nhà là cũng bị sập hết rồi cô bác nhé. Cô bác đến đây thì cái nhà của cô chú đấy là ở bên trong này nhé cô bác nhé. Đó, nhìn từ phía bên này đi vào thì khả năng cái tấm lợp ở phía bên ngoài này là cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Đó, thì cũng nghe tin là bị tóc mái thì chắc là phía bên dưới là cũng bị tóc thì cũng không biết là như thế nào. Ở trên này cô bác đây này, có một ông cụ rất là có tuổi rồi, nhưng mà vẫn cày nương để trồng ngô phục vụ cho gia đình. Ông này thì cũng em già cũng bên này bên nọ ấy thì cũng có biết ông cụ này vẫn có một bà, là cũng hai ông bà là ở trong một gia đình đó. Thì trên đây em già đưa cô bác đi xem ông cụ cũng như là hỏi thăm về sức khỏe của ông cụ như thế nào. Ông này tên gì à? Ê mà hoa lan này. Hả? Ồ. Giờ đang tròn nó nồng á? Đó, nồng lắm rồi. Ờ. Ba nhìn tụi có chén dây phát tụi mà. Ờ, giòn ta. Nế à, bỏ mỡ chị ơi, tụi lại nè. Bỏ, chị không nhớ, bỏ chị tao nhớ chị à. Bỏ chị không nhớ lộ? Bỏ mỡ tao, ý là chị tổ. Ôi ồ. Nế lúc trẻ luôn đi nhà hả? À, cái nhà của ông bà ở trong này là cô bác. Đấy. Ồ, lâu lưu cho tổ nhẹ nhẹ. Ồ. Lâu con này tụi lại tổ tây hết. Ờ, ấy ông cũng bảo là có hai ông bà thôi, bà thì bị ốm ở nhà, còn ông thì một mình về cày nương ở đây cô bác ạ. Ấy ông thì cũng có nói là ông có tuổi rồi, vấn đề cày nương và vác củi chặt cỏ là ông cũng có sức có tuổi đấy, ông không làm được việc nặng. Tuy nhiên là thấy ít tiền đấy, chỉ tao mua mì tút rồi. Chỉ mua. À. Chỉ mua. Mình thấy đấy. Chỉ mua chỉ tủ mà như kia. Nhìn bao chỗ đấy. Thưa cô bác, ông ở đây là cũng có nó kể và nói rằng ông thì không để được con trai, để được mỗi một đứa con gái. Thì con gái đó đi lấy chồng rất là lâu rồi, bây giờ tuổi tác là cũng già rồi cô bác ạ. Và bị chồng của con gái của ông là cũng mất rồi. Còn bây giờ còn con gái của ông và các cháu thôi. Và đến đây thì cũng xem ông cày nương một chút thôi. Chắc là em già cũng sẽ đi vào trong này để tí. Có gì thì em già sẽ vào chia sẻ cho cô bác cũng biết cái hoàn cảnh và gia thế của ông bà neo đơn. Tụi thân đã bao nhiêu, không biết là bao nhiêu tuổi nhỉ? Ông mất trả xong rồi. Ôi chồng nhớ, cháu chồng cháu xong rồi. Tao chồng cháu xong rồi. Ừ. Có 66 tuổi rồi cô bác ạ. Mà vẫn cày nương. Toàn bộ khu đất này là của nhà ông hết cô bác ạ.
Đấy thì im gì mà lo hả? Ừ. Chế mới biết không lo chứ. Mới chưa lấy được chơi vào. Nè chơi nhà chưa chả? Nằm mồm một chút chị liệt. Ờ chị liệt là. À hôm qua ông cũng có nói là gió to nhưng mà không bị tốc mái của gia đình ông bà. Thế thì anh em mình đang vội vào trong này nữa thì cũng xin phép ông xong rồi con đi dưới này trước. Hay là một hết thì cho hả? Đây cô bác. Thì ông ở trên này thì cũng em già cũng nghe sơ qua kể về gia đình của hai ông bà rồi. Tuy nhiên là cái nhà của hai ông bà là em già cũng chưa vào cơ. Đó. Thì hôm nào để lúc nữa nếu mà có thời gian đi chia sẻ xong dưới này ấy, thì em già sẽ vào nhà thăm gia đình của hai ông bà. Hôm nay thì cũng không có chúc quà thiêu người ấy, thì cũng ngại đi vào nhà của hai ông bà. Thầy cô bác vừa mới vào đến đây thì cũng có thấy những cái miếng mảnh vụn từ những cái tấm plô ở ngoài. Nhìn thấy ở phía bên trên này cô bác. Đó, phía bên trên này là cũng cái sàn và cái plô đã bay hết rồi. Và trong này cũng bị sập xuống. Không biết tình hình sao không? Sao là phía bên trong này nữa. Bên trong này thì chúng ta thấy là một cái lô bay hết vào rồi. Ồ. Đó. Nhanh trên là. Nhanh trên là. Đây, em gia đình rồi thì em già cũng đi chia sẻ cho cô bác biết một lượt của ngôi nhà hôm nay bị làm sao ấy. Mấy giờ nằm mỗi một trả tiền thế già này? Cậu tánh á? Hôm qua 10 giờ tối. Thế hôm qua đi ngủ đâu? Nằm mỗi này bữa tiền? Tức là hôm qua là cả gia đình là đi trố ở dưới gần giường cô bác ạ. Đó, đi trố ở dưới gần giường ngủ dưới gần giường. Tao luôn quật ê chị ấy luôn một con chị rùa ấy. À, với một cậu ấy nó luôn quật tái luôn quần đó lại. À, ba bảo là dưới này hỏng hết rồi. Thế con đi xem một chút. Nhưng đó nhiều tiền cô tôi thế. Ồ. Đây cô bác. Ồ, bên ngoài này. Rồi cái chuồn bò cũng tan tành mấy khói rồi. Đó. Đi hết rồi. Ồ. Cái cổ ở trong này hỏng hết rồi cô bác. Đi vào trong. Cái này bị cái như cái đồn tay ở trên kia là gãy hết rồi cô bác. Đó. Bị gãy vỡ vụn hết rồi. Đây, giờ cả vào trong này luôn. Đó. Đây trong này thì những cái vớ vụn của tấm lô. Đây nếu mà ở trong này nếu mà có người ngủ hôm qua thì cũng nghe tin là bác bảo là cả gia đình là chỗ ở dưới gần giường thôi. Thực sự là những cái viên vụn miếng vụn của cái lô này rơi xuống nếu mà gia đình không trốn ở dưới này thì những cái này sẽ bay vào người. Nhưng mà em quay cận ở trong này này. Đấy, có những cái viếng vụn ở trong này nữa cơ. Đó. Ồ, nguy hiểm quá. Cái này mà bởi vì gia đình của chú là cũng có con nhỏ nữa cô bác ạ. Em cũng rất là lo là nếu bởi vì nhà mình là không có cái trần ấy. Đấy, có trần nhưng mà những phía trần này là không được đảm bảo. Cho nên là cô chú là cũng ngủ ở dưới à gần giường thôi. Ồ. Nó ngay liệt tảng đó. Tảng nó lô tảng tảng. Lô hay hả? Ồ. Ồ giờ nó nhìn thật đó, ra phát rồi nó rồi, tao cũng luôn cũng là thế rồi mà. Ồ. Cái tấm plô này đã rơi xuống rồi, cẩn thận cái này phải tí phải chọc đi để rơi hết xuống, không thì trẻ con đi lại ở dưới này và mình đi lại ở dưới này ấy, sợ nó bị rơi xuống. Đây, nhìn cái này này. Trẻ nó giờ, muốn mua rồi, muốn mua mình thì phun thang rồi. Đây, cái sàn ngan này là gáy rồi. Đây, gáy ở trong này rồi. Đấy, nguy hiểm quá các bác ạ. Thật sự là những cái cổ cây sàn của nhà bác này là hỏng hết rồi. Không còn là được nguyên vẹn nữa rồi. Trước là bác cũng có nói là cái nhà này là cũng khá là lâu rồi, không kiểu như là không thay ấy. Mình gia đình mình không có điều kiện, không có tiền để mình thay ngói pillow cũng như là thay những cái sàn này, những cái đòn tay.
cho nên là bị một móc hỏng hết rồi cô bác ạ. Đấy, em già đưa cô bác đi bên ngoài để đi chia sẻ từ phía xa xa vào trong nhà thế nào. Nó bị nứt hết rồi bên trên này cô bác. Đó, phía đằng sau này bên trên này này bị nứt hết rồi. Ô, cái này phải cẩn thận. Ồ, hỏng hết rồi. Cái này to. Cái này bây giờ mà để mà tu sửa lại chắc là cũng phải tháo dỡ hết thôi. Nên là quay lên trên này quay một chút cho cô bác cùng xem đây này. Đây, cây này này. Hỏng hết rồi. Đó. Và cây này đó, cái đinh nó tháo ra luôn, nó gãy luôn. Đó. Này. Đó. Đây này. Cái chuồng bò của gia đình cũng tan tành hết rồi. Hôm qua nghe bác đấy cũng có nói bảo là hôm qua bò là nhảy xong là con bò suýt bị gãy chân cô bác ạ. Đó. Cái gia đình của nhà chú mà cháu cái ở nhớ ấy cô bác. Cái nhà này là anh mình hay chia sẻ cho cô bác để biết. Những cái cô bác nào mà theo dõi từ đầu thì sẽ biết là cái hoàn cảnh này là như nào. Đây. Đây. Nó bị hỏng. Nó không còn được chắc chắn. Cái này là nó bị mọc từ trước rồi cô bác ạ. Đây này. Đây. Cái này bị mọc rồi. Ui. Cái này không dám trèo lên rồi cô bác ạ. Lúc này em già cũng có nói nếu mà ngó plo mà bay từ rơi từ đây xuống, bởi vì ở dưới cái tấm bạt này là như cái giường, là cái giường ngủ của gia đình đây cô bác. Đấy. Có thể xem ở trong này, đó ở dưới này là bên dưới này là cái giường ngủ của gia đình. Lúc mà mưa to và lúc 10 giờ đen nửa đêm ấy thì gia đình chui xuống gần giường ngủ hết rồi, không ai ngủ ở trên này bởi vì plo ở trên này rơi xuống gần giường đấy cô bác. Đó. Nguy hiểm quá nhỉ. Đây. Cái gia đình này thật sự là bị tan tành rồi. Hey, cô bác thì em già cũng cùng chú lên trên nóc nhà rồi. Bát đũa hỏng hết rồi à chú? Pin thì tà tà. Bát đũa hỏng hết rồi. Đây này, phải là lấy cái miếng vụn này vứt đi hết để mấy ở trong này. Ôi mà bộ hành điện đũa hỏng hết rồi. Mà cửa tan hoang hết rồi. À chị tự liệt bộ. Liệt táo. Để nhà cái gì kia. Miếng vụn này. Này hiện ra bảo chú là đi nhặt hết những cái miếng vụn ở trên này bởi vì những cái miếng vụn này là rất là nguy hiểm cho mình đi lại ở dưới. Này chú bắt đầu hết rồi. Cái này mà không chọc xuống thì cũng nguy hiểm cô bác ạ. Đó. Nó thon này không? Đây. Nhiều mụn rất là nhiều mụn. Hey, thưa cô bác, như những cái lời nói đầu ở trên đường xuống ấy thì em già cũng có nhát là có đưa cả vợ sang đây để hộ cô chú là nhặt những cái miếng
vớ vụn cũng như là có thể hỗ trợ được cái gì thì vợ em già cũng có thể là hỗ trợ, bởi vì hôm qua là cũng ra viện về rồi. Đây là anh em xóm ruột của anh em ruột của bên bố mẹ đẻ, thì vợ cũng muốn sang đây để giúp việc một tí. Thì vợ chào các bác. Vâng, chào các cô bác ạ. Vâng, thật sự là vợ của em già là cũng không lên hình nhiều ấy. Nhiều cái mình cũng rất là ngại khi nói chuyện với các cô bác. Thì bây giờ cũng bắt tay vào giúp chú dọn dẹp một chút để tí vợ chồng mình về nhé. Vâng. Ừ. Em già cũng phải sán tay làm một chút thôi. Vâng, công ty em nhóc đi nhau một nhau vừa ua rồi chứ bà chạ. Ừ, bộ mặt xin nhau từ. Chú mất xin hả? Ta hô mà, anh thầy hô của tao mà. Là chỗ vô là chẳng hút chơi cho cái. Như ta hô thật có chỗ trọ. Ồ, ớt lần nè, ớt lần nè. Đấy, lúc nãy thì em già cũng có hỏi chú bà là như thế này thì gia đình có điều kiện và có tiền để mua polo về lập lại cái mái nhà không? Thì chú bảo là nếu mà lập lại cái mái nhà này thì mất khá là nhiều tiền, bởi vì những cái cây đòn tai, cây sàn và cây cột ở trong này đã mọt móc và đã bị nghiêm hết rồi. Nếu mà lập lại thì phải dỡ toàn bộ, xong là tìm những cây cột mới, như cây đòn tay, như cây sàn mới và thai, bởi vì xem những cái cây nào mà dùng được thì mình mới dùng, còn cây nào mà không dùng được đấy thì mình sẽ thay toàn bộ cô bác ạ. Tất cả tấm lợp này là 150 tấm. Còn cái chuồn nữa thì chưa tính cái chuồn, mà như cây đỏ tay thì cũng rơi tầm 30-40 triệu đó thì mới làm được căn nhà. Thì chú cũng rất là buồn. Còn cô thì thật sự buồn lắm, khóc nức nở trong gia đình. Còn cái con rau của nhà chú ấy thì hôm qua nhà đổ xong đi hàng xóm rồi, không dám ở trong nhà nữa, bởi vì không có nhà cửa. Nhà cửa này tan hoa hết rồi cô bác. Thật sự là em già cũng là những người làm cầu nối để đến với các bác và chia sẻ những cái gì, những cái hoàn cảnh cũng như là những cái khó khăn của bà con chú các bác. Thì cũng rất là mong muốn là các bác chung tay giúp đỡ để chú có những cái tấm lập mới về lập cái nhà để gia đình có chỗ chính nắng chính mưa, cũng như là cô chú sinh hoạt trong gia đình. Hiện tại nếu mà không lập cái máy polo thì ở trên nóc ấy, lúc này em già có chia sẻ là còn ít ngô ở trên kia, khả năng nếu có bị mưa tiếp thì ngô sẽ hỏng hết nó. Nhà vùng là bị đẩy nữa. Vâng, đây cái nhà chú cũng bảo là cái gia đình của nhà chú bay sang bên nhà bên cạnh, xong cái nhà bên cạnh cũng bị hỏng luôn cô bác ạ. Đây, em già sẽ hộ bác lấy đi tích ở dưới đổ ở dưới hủng ở dưới kia cô bác. Đó. Ở bên trong này thì người ta làm nương ấy, không cho đổ. Là món ăn cái khế đó bộ phận. Thế á? Chú bảo là hôm qua cô là cũng vào trong này để chun, nhưng mà gió to quá thế là không chạy kịp thì chạy luôn vào giường cô bác ạ. Cái cối hỏng hết đây này. Đây cô chú bảo là vất vả quá không biết phải làm sao để sửa sang, có tiền để sửa sang lại cái nhà. Thực sự bây giờ gia đình thì tan hoa rồi, không nương đơn tượng mà cả một gia đình ở. Chứ nếu mà một hai người thì có thể là đi ở nhờ được, khi nào có tiền thì mình làm lại. Nhưng mà đây là cả một gia đình, cũng mình thì có thể trốn tránh đi ở nhờ, nhưng mà con cái này rồi là còn cô nữa không biết là phải đi trốn và ở nhờ ở đâu ấy cô bác. Đấy, chú cũng rất là buồn, chú không biết phải làm sao. Bây giờ chú có tuổi rồi, tiền nong chú không đi làm được để gây dựng tiền và sửa sang lại cái gia đình, cái nhà để chú có cái ngăn mưa. Bỏ ở đây thôi. Ở đây là nước mưa về hai trôi ấy, thì người ta cũng trồng cỏ hết rồi, mình vứt vào đây thì không ảnh hưởng đến ai cả, không ảnh hưởng đến nương giấy của bà con. À, quần tàu mà hay quần tàu. Lâu rồi chỉ có sổ cây, những người bộ đồ tàu này. Cái này dùng cố thế nào đó, cố mà có mà. Thưa cô bác là
Lúc nãy chú cũng có bảo là cái tấm plô này bay từ nhà chú sang đây luôn. Đó, gió hôm qua rất là cực kỳ mạnh luôn cô bác ạ. Đấy, bay được cả nhà, sàn đòn tay là bay hết. Đây, cái miếng vụn. Ồ, còn làm cái nhà bên cạnh này cũng hỏng luôn này cô bác. Đó, cái nhà này cũng hỏng. Đấy, cái đòn tay này này bay đổ vỡ hết luôn. Ồ, nguy hiểm quá nhỉ. Đây, nước hết rồi. Đây, cái miếng vụn này bay vào trong này hết. Ôi dồi ôi, cái nhà này nói chung là cái nhà bé bé nhưng mà kiên cố hơn cái nhà của chú. Đó, đây không vỡ vụn. Ôi, vẫn chân đường này rồi kìa. Chú cũng bảo là nếu mà cái nhà này không có cái nhà chú và không có cái chuồn và không có mấy cây xung quanh thì cái nhà này là cái nhà mà bay đầu tiên nhà chú. Bởi cái nhà cột bé hay nhà chú. Cái ví dụ để mà dọn hết toàn bộ thì lúc này lúc đấy em già quên là không hỏi cháu cái đi đâu rồi. Thế hôm qua chắc là sợ quá hay sao mà không thấy ở nhà dọn dẹp rồi. Ồ, chú bảo là có một cái nhà trong này là cũng bị tóc mái lập hết rồi cô bác ạ. Vâng thưa cô bác, hôm nay vợ chồng em già vào đây thì cũng rất là thương gia đình của cô chú, bởi vì gia đình cũng hỏng hết rồi. Thực là một cái căn nhà có bao nhiêu con người trong này cũng bị thiệt hại về người, cũng bị người chỉ bị thiệt hại về gia đình thôi, nhà cửa thôi. Nhớ tấm lợp này, đòn tay này, cái sàn này, rồi là cột các kiểu là hỏng hết rồi. Thế chú cũng một mình túc tát xong là dọn dẹp thôi. Nếu mà cô bác nào có đồng cảm với gia đình thì rất là mong muốn là cô bác mỗi người một tay, mỗi người một tấm lợp để giúp cô chú lập lại căn nhà để có chỗ tránh nắng tránh mưa. Sau như đợt mưa này, cô chú cũng có tuổi rồi, không biết khi nào mới có lập lại được căn nhà và sửa san lại được cô bác ạ. Thì thời lượng của video cũng khá là dài rồi, có lẽ là em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.